À, sau đây ở những cái chi video mấy để nhóm mình bằng hai cái đặc biệt add camera e-service cho tất cả app này lời tôi sắp đặt và để chứng thông tin đầu bốn cứ dùng thể cả download cho một app e-service tạm giờ app store được ở play store chứng là bây giờ dùng download bán dùng thử và cả cho một account mới sẵn chứng và tháo những ai và cả bán tạm giờ email rồi có lấy tù sắp đài tôi bây giờ register account bán vì nâng trên lại cái nạp bạp này tôi mong tiếp nhưng chạy bị add device thì cái này ní dương rực vô camera security camera hàng lưu ní thì camera bao giờ thì dương đọc lương về hàng tới thì mình dương ok nữa allow permission. Tôi mà tiếp dùng scan QR code để lỡ thằng con camera chẳng muốn đừng dùng cái láng dùng ai thọt QR code ứng tục đồng bây như xua dùng add okay. Chẳng tê để dùng scan hơi dùng trạch bị thằng khổ mấy mắt device on the open power on dùng lịch của tó start thì chắc ngày đấy vì make sure là lượng đều lượng hàng mà đang bị lượng kiểu vậy chắc dùng chuột thịt lại một mối lịch và to dùng open location permission ok cái lại ní cứ dùng cần là căn wifi nâng tí tăng bao dưới ok cần là wifi đã password tới tổng mới dùng lịch. Lại nếu dùng thử cái này tập wifi hotspot mà camera sẵn chẳng như chụp bị cái này nữa cái này sẽ cú cái tòa máu viên đặt mùa thì dùng rơ tha tì tàng camera nhưng đặt tì tàng nào thì hoa nên dùng cậu mới chuyện này của tó. Chứ người dân được to thì tới cái này ní cứ chia encryption password chứ cái này nâng person gì dương đối hiện đại password mấy chứ viên nâng chùm nua viên nâng chùm nua verify code này lên verify code remote camera default vậy nè chứ person gì dương admin person gì dương bạc viên cứ viên do default verify code nên lưu là bè này hôm nay bà xin dì dương chọn ở nghe số chấm những ai set set password với thông mây là bây bà xin dì dương ọt bàn thọ túc những dương chọn mơ rồi được vài câu với dương thử đọt đọt camera nó rõ mơ chân cái lấy nghĩ dương ai đặt đặt set password bao dương tới thì đi ad live view nữa để mình quên ok và tò mò nhưng nhóm mình ở tệ tôn thì mới phát sinh mùi dùng nốt là lưu app bọt y dịch vít thì chẳng càng khổ nếu dương miên ở phát sinh mùi dùng nốt bằng snapshot bởi bây giờ dương cho một căn trận viết mình là dương capture capture là đi thọt video
như playback hay two way talk នៅពេលចង់និយាយចុចនិយាយនេះតកតមួយកម្រិតរូបយើងរើស definition ហ្នឹងយើងអាចរើសវា standard full HD ឬ Full HD ហ្នឹងទៅទៅតាម resolution របស់កាមេរ៉ារបស់យើងមាន sleep មាន alarm អានេះយើងបើក flash អូខេបន្តមកទៀតវាមាន function របស់កាមេរ៉ាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុង setting របស់កាមេរ៉ានេះខ្ញុំចូល setting មកនៅលើនេះវាមានទី1គឺឈ្មោះយើងអាចដូរឈ្មោះកាមេរ៉ារបស់យើងទី2 link setting គេអាច link ទៅpreset អូខេជាមួយ tracking ឬក៏ preset lens tracking យ៉ាងដែរនេះintelligent detect មានន័យថា detect មនុស្សមាន detect vehicle ឬ image chain បាទយើងអាចកំណត់វាចាប់មនុស្សឬក៏ចាប់ឡានម៉ូតូឬក៏រូបភាពវាផ្លាស់ប្ដូរអីវានឹង alarm ឬនឹង notification នឹងហ្នឹងទៅនេះ message កន្លែងយើងបើក receive notification ok អញ្ចឹងយើងបើកទៅ audio setting តាក់ទងសលេងឃើញកន្លែងនេះយើងបើកសលេងដើម្បីបើកមីក្រូហ្វូននេះអាចនិយាយឆ្លងឆ្លើយហ្នឹងកន្លែងវីដេអូ intercom នេះយើងអាចរើសយក voice call នេះ intercom ទៅអូខេតបមកទៀត image setting ចឹងលេខកូដខ្លះវាមាន WDR ភេទ WDR DWDR យើងបើកដើម្បីកាត់ពន្លឺអញ្ចឹងទៅអានេះជា image style image របស់យើង display យើងមាន black night vision អូខេមាន color 24ម៉ោងcolor night vision smart night vision នេះពេលមាន motion detect វានឹងបាញ់ភ្លើងពេលយើងយកនេះប៉ុន្តែយើងយក color គឺវានឹង color 24ម៉ោងហើយបើយើង black night នេះយក auto មកនៅយប់ឡើងវាសក់ឡើងធម្មតាអូខេកន្លែងនេះគឺ flip image អាហ្នឹងគឺរូបភាពជាអីគឺយើងបើកហ្នឹងទៅយើងបើកហ្នឹងទៅរូបភាពយើងមកត្រូវវិញហើយកងក៏មាន line តាក់ទៅមួយភ្លើងគេ notification ទៅថាកាមេរ៉ានឹងបាញ់ flash ដែរអត់អញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅតាមលេខកូដរបស់កាមេរ៉ាមួយទៀតតាក់ទង network នេះតាក់ទងនឹង wifi របស់យើងយើងគិតទៅ wifi មួយណាយើងទៅអាចឆែកមួយ wifi របស់យើងហើយហើយកងនេះគឺ share យើងអាច share device របស់យើងទៅកាន់ account មួយទៀតបាទកាន់ account ផ្សេងតាមរយៈ QR code ឬក៏យើង wifi លេខទូរស័ព្ទ email ដែលយើងចង់ share ទៅកងក៏ reset និង deleteអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណ